Ok anh em thì ở đây á, mình có mấy cái rào mà rào cái anh em, cái rào mà có cái lỗ đó thì mình sẽ lấy một đoạn khoảng 6 6 cái lỗ ha để mình làm cái socket cho pin ha. Thì đó thì mình cứ lấy ba ba chân, có nghĩa là mình lấy ba lỗ là một cực, ba lỗ là một cực. Thì thật ra là cái này là mình lấy cho nó chắc ăn thôi anh em. Mình lấy 6 chân cho nó chắc ăn thôi, thì thật ra là anh em có thể lấy hai chân cũng được, cũng không sao hết ha. Thì đó, đây mình sẽ lấy 6 chân. Mình hàn ba chân thành một cặp, ba chân thành một cặp, rồi mình sẽ đấu nó vào trong cái hai đầu cực pin ha. Vì ở cái chế độ mà sử dụng cái mạch BMS bẻ khóa này nè, thì chúng ta không cần sử dụng tới dây cân bằng, cho nên là chúng ta chỉ cần cái socket cấp nguồn pin chính thôi đó. Rồi đây mình sẽ hàn vào đó, mình hàn vào hai cực của pin. Thì anh em nhớ lưu ý về cái chiều của nó ha, nó phải tương thích với cái socket mà mình cắm vào trong máy bay ha. Đây là socket của pin, còn cái socket cắm vào máy bay là một cái socket khác nữa ha anh em. Thì ở phần ở ở cái khúc sau này nè, mình sẽ quay cho anh em xem cái socket của pin nó sẽ trông như thế nào ha. Thì cái socket này nó cũng sẽ phụ thuộc vào socket kia, cho nên là chúng ta phải hàn theo cùng một quy tắc nha. Thì làm gì làm, anh em cũng phải hàn cho nó kỹ lưỡng và cẩn thận nha, vì đây là cấp nguồn chính nha. Dòng điện có thể xả lên tới 25A, thậm chí là 30A ha, rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là anh em hàn cái này nó cũng phải kỹ lưỡng nha. Và chúng ta phải bao bọc cách điểm điện rồi dán này lại này nọ lại ha, cho nó thật là an toàn nha anh em. Đó, đây là mình tạm thời mình phủ bằng keo ha. Tiếp theo là mình sẽ hàn cái chân sạc cân bằng ha anh em. Đó, mình sẽ hàn một cái zoom ha, một cái zoom vào để dành cắm vào cái sạc cân bằng ha. Thì anh em có thể sạc không không cần sử dụng sạc cân bằng cũng được, sạc bình thường cũng được. Thì sạc cân bằng thì thỉnh thoảng chúng ta mới cần nhắc lại thôi, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng cần nhất thiết phải sạc cân bằng hết anh em. Đó, đây là phần xong pin rồi. Đây là cái phần socket này anh em, đây là một cái socket mình tách ra từ cái mạch cũ, mạch hư ha. Đó, mình tách ra để làm thành một cái socket nhỏ ha. Đó, mình sử dụng những cái rào đó. Tiếp theo là mình sử dụng cái board Arduino Nano nè, nó một công tắc và anh em sử dụng công tắc nhỏ này, dẹp này cũng được nữa. Và chúng ta cần thêm một cái con MOSFET là 2N7000 nha anh em, 2N7000 nha. Đây là một con MOSFET kênh N, chạy điện áp, chạy cái điện áp thấp ha, tại vì chúng ta sử dụng điện áp từ 3,3 đến 5V, cho nên chúng ta cần có một con MOSFET chạy điện áp thấp. Tiếp theo là anh em sẽ cắm lần lượt ba chân của nó vào, ba chân là D8, D9 và D10 trên bo mạch Arduino ha, tương ứng với ba chân là 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3 của con MOSFET thì chúng ta sẽ cắm vào D8, D9 và D10 ha. Đó, rồi chúng ta sẽ cắm công tắc vào chân D2 ha. Đó, chúng ta sẽ cắm công tắc vào chân D2 và một chân còn lại sẽ cắm xuống mask ha. Đó, chân D2 và cắm xuống mask. Nhưng mà cái phiên bản hoàn chỉnh hiện tại của mình á, thì mình xài chân D4 nha anh em. Mình xài chân D4 và cái công tắc dẹp ha, chứ mình không xài công tắc nổi này. Thì phần sau đi mình sẽ giới thiệu về cái công tắc dẹp và cái chân cắm nó khác ha. Tiếp theo là mình sử dụng một con điện trở là 330 ohm ha, để cấp nguồn V-in cho cái board Arduino ha. Thì cái con điện trở này, cái mục đích của mình là mình muốn giảm tải cho con IC ổn áp của board Arduino đó. Con IC đó khá là SIDA, cho nên là mình sẽ cấp nguồn thông qua một con điện trở nữa để mình giảm cái áp mà 8,4V lấy từ pin đó xuống còn độ khoảng 5V ha, để cấp cho cái bo nguồn ha. Chúng ta sẽ hàn vào chân V-in nha, hàn vào chân V-in đó. V-in đây chính là cấp nguồn cho bo Arduino ha. Rồi chúng ta sẽ lấy dây socket nguồn, lấy từ cái rắc nguồn kia đó, và chúng ta hàn vào trong bo Arduino luôn. Chúng ta sẽ hàn GND vào cực trừ và cái V-in vào cái cực cộng của pin ha. Đó, thì này nếu anh em nào có học điện thì cũng đơn giản thôi. Rồi đây là cái bo mạch hoàn chỉnh sau khi mình làm xong nè. Rồi ok anh em, để mình giải thích cho anh em nghe về những gì nãy giờ mình làm ha. Nó hơi lu bu phức tạp một chút, nhưng mà mình muốn giải thích một cách đơn giản nhất cho anh em hiểu ha. Thì ở đây mình sẽ có hai cái mạch, là đây là cái mạch chính của cục pin nè. Cái mạch này chúng ta không thể nào bỏ được, vì đây là cái mạch chứa những cái dữ liệu liên quan tới pin ha. Nó sẽ báo cho bên cái con máy bay chúng ta biết, đó là viên pin của DCI ha. Và đây là một cái mạch Arduino Nano ha, dùng để làm cái công tắc
ha, công tắc để đóng mở cái điểm nút bấm mà trước đó video mình đã làm đó. Tức nghĩa mình lấy cái bo Arduino Nano này làm cái công tắc ha, làm công tắc cho cái bo này ha. Rồi thì ở đây nè, mình đã tách ra một cái mạch nhỏ riêng nè, để mình tiện mình nhét nó vào trong cái thân máy bay á, mà nó sẽ không dướng díu gì hết nha. Thì đây là cái socket mình đã tách ra từ cái mạch điện thôi, chứ cũng không có gì hết. Thì bản chất là socket này mình sẽ sử dụng những cái dây dẫn nè, nối song song với cái mạch này ha, nối song song. Thì dây bìa, sorry anh em, thì cái dây bìa ngoài này nè, anh em coi cầm sợi dây này nè, đó, nó nối dài tới cái điểm nối băng keo này nè, đó, nối vào đây. Thì đây là chân SDA của mạch nha. Đây chân SDA này, dây này thì mình nối thẳng từ mạch này qua mạch này thôi. Rồi ok. Tiếp theo là dây SCL. Dây SCL tức là cộng dây mà ngoài bìa ngoài này nè, cái điểm máu ngoài bìa này nè, là cái điểm máu bên phía bên kia đó. Đó thì cộng dây này mình sẽ nối vào cái điểm này nè. Đó, cái chân này là cái chân D8 hay gì á, D8. Ừ, mình sẽ nối vào chân D8 của mạch Arduino ha. Rồi cái chân D10 đó là cái chân tiếp theo nè, chân thứ ba tiếp theo nè, mình sẽ nối vào cái điểm vàng của cái mạch mạch BMS nha. Đó, cái điểm này mình sẽ nối về cái mạch vàng của điểm của cái mạch BMS đó. Thì cái có nghĩa là chỗ này nó sẽ làm cái công tắc nối giữa cái điểm vàng này nè và cái chân SCL, cái chân bìa ngoài này nè. Đó, rồi tiếp theo là mình sẽ cấp nguồn tổng ha. Thì ở trong cái đây nè có hai cọng dây giữa này nè, hai cọng dây giữa này là hai cọng dây nguồn mình lấy từ trực tiếp từ cái socket pin ha. Thì mình sẽ cấp chân mask vào đây, chân mask của mạch Arduino là ở đây, cấp mask vào đây và dòng một cọng dây mask cấp cho cái mạch chính nè, nó cho mạch BMS nè, là cọng dây mask này đấu với chân Arduino rồi đấu vào mạch BMS. Rồi chân dây nguồn dương là cái sợi này nè, nó cũng là màu đen nha, tại mình không có nhiều dây điện nhỏ, mình chỉ có dây điện màu đen thôi. Thì dây nguồn dương mình cấp vào nguồn dương của Arduino nè. Đó, và một sợi dây nguồn dương mình cũng cấp vào trong cái mạch BMS nha. Thì cả hai mạch này đều phải cấp nguồn, cho nên là chúng ta cấp song song, đơn giản vậy thôi. Mask thì mask chung, rồi nguồn chung. Rồi dây data, dây D nè, dây data này cũng chung luôn. Chỉ có dây SCL là phải qua cái chỗ D8, D9, D10 này ha. Là ở trên có con MOSFET đó, để mình lật lên phía trên cho anh em coi nè. Đó. Thì đó, nó thông qua D8, D9, D10 nè, thông qua con MOSFET. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi sau khi mà mình ấn công tắc này nè, khi mà mạch khởi động á, mình ấn công tắc thì nó sẽ làm nhiệm vụ là nhấp cái con này nè. Nhấp chỗ này thì để kết cho cái máy nó tự động kết nối ha, cho pin và máy bay tự động kết nối mà chúng ta không cần phải bấm trên công tắc nữa ha. Rồi đơn giản chỉ vậy thôi. Còn đây thì mình thêm con điện trở này là để bảo vệ mạch Arduino thôi. Mình cấp nguồn thông qua cái điện trở trước khi vào chân V-in. Đó, chứ không có gì thay gì mình cấp nguồn trực tiếp cũng được nha. Mình cấp nguồn trực tiếp 8V vào mạch này vẫn được. Nhưng mà cái con IC mà chuyển đổi nguồn ở dưới này nè, nó sẽ hơi nóng, cho nên là mình muốn cấp vào con điện trở. Đó, vậy thôi. Mask chung, nguồn chung, SDA chung, SCL thông qua con MOSFET. Rồi, đơn giản vậy thôi anh em. Rồi ok anh em, đây là cái phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng của mình ha anh em. Thì đây là phiên bản hoàn chỉnh của mình đã làm xong ha. Thì như anh em có thể thấy nè, ở đây mình thay vì mình xài cái công tắc ở chân D2 ha, thì bây giờ mình đã chuyển nó sang xài công tắc ở chân D4 ha, và xài cái công tắc dẹp ha. Tại vì đơn giản là cái khoảng cách giữa cái chân GND và cái chân D4 này nè, nó đủ để vừa cái công tắc này, cho nên là mình buộc phải dời cái D2 sang cái D4 ha, để xài công tắc dẹp này ha. Công tắc dẹp này thì nó mỏng, nó nhỏ hơn, nó ít cản gió hơn ha anh em. Rồi đó, đây là phiên bản hoàn chỉnh. Thì ở cái phiên bản này nè, mình sử dụng bay ở chế độ pin là battery type 3 ha anh em. Sử dụng battery type 3 ha. Rồi thì đây là bên trong của nó nè anh em. Thì như nãy anh em có thể xem là anh em thấy rồi nè. Đó, đây là cái mạch của nó nè ha. Rồi, đây là bên trong. Đây, anh em coi cái socket kết nối nguồn của mình nè ha. Đó, pin nó nằm gọn ở trong ha anh em. Pin nằm gọn gàng ở trong cái thân máy ha. Thì anh em muốn ngắt kết nối thì tháo pin, thì anh em chỉ việc tháo cái socket ra thôi.
do là mình đang sử dụng một tay cho nên là mình không có làm cho nó linh hoạt được ha. Đó, đây, đây là cái socket kết nối của pin ha. Đó, rồi mình muốn thay pin thì mình rút cái socket này ra, mình rút cái socket này ra, mình thay cục pin khác, rồi mình cắm socket vô, mình để vào, bấm khởi động máy và bay thôi anh em nha. Rất là gọn gàng nha, không có thêm bao nhiêu, không có nặng thêm bao nhiêu nha anh em. Tính ra cái này cũng chẳng nặng thêm bao nhiêu mà có thể bay được với bất kỳ xe pin nào luôn nha, bay được với bất kỳ xe nào luôn, bay thoải mái luôn anh em. Rồi mình làm cái điểm để mình dán nè, đó, làm cái điểm để mình dán là cái thân em đó, rồi mình bọc keo rồi lại, rồi đơn giản vậy thôi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đây là xe zin nha, Samsung 25R ha. Rồi, đừng quên subscribe nhé.